Chào tất cả các bạn. Hôm nay Vĩnh Nghi xin giới thiệu đến các bạn về một dòng sản phẩm cuốn giấy của hãng Godet. Sản phẩm Godet là 100% của Đài Loan và máy in mã vạch Honeywell. Mã sản phẩm là BM42. Ứng dụng của sản phẩm này dùng để in nhãn và cuốn nhãn lại, giải quyết vấn đề về in số lượng lớn hoặc là in số lượng theo số nhảy của từng con tem. Các khách hàng của chúng tôi sử dụng sản phẩm này đối với những nhà in gia công lớn hoặc các công ty về sản xuất công nghiệp cần in ra một cuộn rất là lớn để mà đem ra cho công nhân dán. Họ cần đến máy bán vấn nhãn T20 của hãng Godet. Xin mời các bạn nhìn vào hoạt động của máy. Đây là một sản phẩm sự kết hợp giữa hãng Honeywell và T20. Xin chân thành cảm ơn các bạn.